Xin chào quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi đến với chương trình Lời Chúa hàng ngày cho thiếu nhi trong quyển Thế giới mới tuổi thơ số 76, ngày 7, than thân trách phận. Kinh Thánh Job đoạn 7 câu 1 đến câu 6, câu ghi nhớ Philip đoạn 4 câu 6. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta cùng đọc Kinh Thánh ở trong Job đoạn 7 câu 1 đến câu 6. Kinh Thánh Cựu Ước trang 475, Job đoạn 7 câu 1 đến câu 6. Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Nên nhật người há, niên nhật người há không phải như đời người làm mướn ư? Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trong đợi tiền lương. Như vậy tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tăm. Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thịt tôi bị bao phủ dồi tửa và lấp đất. Da tôi nứt nẻ và chảy mủ ra. Các ngày tôi qua mau hơn thôi dệt cửa, cưỡi, tiêu đi chẳng có trông cậy gì. Câu ghi nhớ ở trong Philip đoạn 4 câu 6. Philip đoạn 4 câu 6. Philip là sách gần cuối ở phía sau Kinh Thánh. Trang Tân Ước trang 207, Philip đoạn 4 câu 6. Này các em, chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Chúng ta tô màu câu ghi nhớ nhé. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Ta đọc lại câu ghi nhớ để được tô màu. Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời. Trong phần tìm hiểu, em gạch dưới cụm từ nào đúng với điều ông Job nói về mình? Ông Job dùng những hình ảnh nào để nói về tình cảnh của mình? Câu 1, câu 2. Người ở thế gian há chẳng có sự chiến trận sao? Niên dực người há không phải như đời người làm mướn ư? Như kẻ nô lệ ước ao bóng tối, như người làm thuê trong đợi tiền lương. Như vậy chúng ta thấy rằng ông cho mình là như người làm mướn, người làm công cho người khác đó, kẻ nô lệ, là người không có quyền tự chủ. Rồi ông than thở thế nào về thân phận của mình? Câu 3, câu 4. Như vậy tôi được các tháng khốn khó, tôi đã được các tháng khốn khó và những đêm lao khổ làm phần định cho tôi. Tháng khốn khó, những đêm lao khổ. Rồi khi tôi nằm ngủ thì tôi nói rằng chừng nào tôi sẽ thức dậy, bao giờ sẽ hết tối tăm. Tôi quá trăn trở cho đến rạng ngày. Trăn trở, trăn trở có nghĩa là thao thức, không có ngủ được, cứ suy nghĩ những cái lo lắng và không có ngủ được. Rồi ở đây mình điền từ vào ha, các tháng gì, những đêm gì, các tháng khốn khó. Những đêm trăn trở, những đêm lao khổ đây. Tôi
chừng nào tôi sẽ tôi à trăn trở cho đến rạng ngày. Trăn trở, tôi quá trăn trở. Quá trăn trở cho đến rạng ngày. Thịt bị gì các em? Đây, thịt tôi bị bao phủ, dồi tửa và lấp đất. Thịt bị bao phủ, dồi tửa. Da thì bị gì? Da bị nứt nẻ. Và chảy mủ ra. Chúng ta thấy cái tình cảnh của ông Job rất là đau đớn. Ông Job than thân trách phận dẫn đến suy nghĩ tuyệt vọng trong câu 6. Nhận biết, dù khỏe mạnh hay đau yếu, em tin rằng không bao giờ Chúa lìa bỏ em. Ngài biết sức chịu đựng của em. Thực hành, em tin nơi quyền tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Xin Chúa giúp em không than thân trách phận. Cảm ơn Chúa luôn yêu thương em và ở cùng em. Xin Chúa cho con luôn tin nơi quyền tể trị của Chúa. Của Chúa trong mọi hoàn cảnh. Không than thân trách phận. Cảm ơn Chúa luôn yêu thương con và ở cùng con. Chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong lời cầu nguyện nhé. Xin Chúa cho con luôn tin nơi quyền tể trị của Chúa trong mọi hoàn cảnh, không than thân trách phận. Cảm ơn Chúa luôn yêu thương con và ở cùng con. Con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Xin Chúa ban phước cho quý vị phụ huynh và các em thiếu nhi một ngày mới ở trong ơn lành của Chúa.